Thưa quý vị và các bạn, trước vụ cây xanh bật gốc đè chết một học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc cần chỉ đạo ngay các trường liên hệ với đơn vị quản lý môi trường đô thị cây xanh trên địa bàn tiến hành kiểm tra cắt tỉa, xử lý cây nguy hiểm có thể gãy đổ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. Quyền Bến Lức, nhiều biện pháp cũng đã được các trường đưa ra, song việc giữ lại hay đốn bỏ cây xanh nhiều năm tuổi vẫn đang là băn khoăn của nhiều trường hiện nay. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, hàng phượng này đã được trồng gần 20 năm. Trước vụ cây phượng cổ thụ bất ngờ bật gốc gây tai nạn thương tâm tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, ban giám hiệu nhà trường cũng băn khoăn do dự có nên chặt bỏ hay không. Cuối cùng, những cây phượng này đã được giữ lại. Bởi theo nhà trường, để đốn bỏ cây phượng chỉ mất vài phút, nhưng để giữ được nó phải mất hơn chục năm. Việc quan trọng hơn là phải có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trồng cây xanh. Những cái cây nào mà nó cần gia cố thì mình gia cố, hoặc là những cây nào mình cần cắt tỉa thì mình để cắt tỉa nó để cho nó an toàn cho học sinh trong cái mùa mưa sắp tới. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên nhà trường cũng sinh hoạt quán triệt các em học sinh là không tập trung vui chơi ở dưới gốc cây phượng, hoặc là trong cái giờ tập trung thì tránh những cái gốc cây ra, mình không có cho các em ngồi ở khu đó để cho đảm bảo an toàn cho các em. Rõ ràng, việc giữ gìn, duy tu, bảo dưỡng cây xanh thế nào cần có quy định cụ thể đối với từng loại cây, trong đó có cây phượng. Và để thực hiện điều này, cần có sự tham gia tư vấn của giới chuyên môn. Và để an toàn, hiện nhiều trường đang tiếp tục cắt tỉa, chống đỡ để giữ lại bóng mát cho học sinh.